Hello mọi người. Cà đây, cà đây. Ây yo, hello mọi người. Và đây là Ca cùng với team Kỳ Cục. Sáng hôm nay thì Ca đã thả 500 con gấu bông xuống dưới cái biển này, ở xung quanh cái hòn đảo này. Đấy, và hôm nay Ca cần người để mà kéo nó lên. Ca cần kéo ít nhất là 15 con gấu bông có thể. Đấy, cho nên Ca tổ chức cái giải câu gấu bông. Nhớ lần trước là Ca có làm giải câu cá dẹt rồi đúng không? Câu cá và thường quá, giờ không câu cá nữa, cũng là đi câu nhưng mà là câu gấu mọi người ạ. Đấy, rồi thể lệ cuộc thi đơn giản là mọi người sẽ đứng ở xung quanh trong cái hòn đảo này để câu, và mỗi cái mấy cái trụ cờ gần đây không? Thấy không, thấy mấy cái trụ cờ đó không? Đó, mấy cục cờ đó, đó là chỗ để chăm bet, tại vì team của Ca toàn là người chơi hệ bet không à. Và đây là khu để trao giải, Ca sẽ hơi xấu cho nên mọi người thông cảm. Những thí sinh sẽ tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay, mọi người đã sẵn sàng chưa? Mika đâu ra giác cái cầm sẵn vậy? Chưa, tôi chưa có ấy. Mọi người đâu chưa gì hết là Mika đã demo trước con rồi mọi người thấy chưa? Ủa thế là thi Korak thật à? Đúng. Búp bê cũ. Cái gì trời? Chưa gì là Mika demo một con đúng không? Đây. Mika làm mẫu cho coi rồi đó. Tiếp Kỳ Cục đi dọn vệ sinh biển. Nhưng mà mọi người biết sao không? Cái phần giới thiệu hồi nãy á, Ca mới vừa kêu là con gấu này Ca thả xuống. Kìa, không có thời gian quy định, nhưng mà mọi người cảm thấy nó khó quá không? Khó quá người. Khó quá hả? Khó quá hả? Không mấy giờ khó quá, Ca hủy giải nha. Khó không Mon? Không. Tốt. Vậy mình bắt đầu nhá. Mọi người yên tâm đi, cũng giống như là giải câu cá dẹt. Nếu mà quá thời gian mà Ca cần mà khoảng chừng quá 45 phút đi mà mình chưa có giải nhất thì mình sẽ giảm số lượng câu cá, số lượng cá xuống. Nửa tiếng này cứ nửa tiếng là Ca sẽ giảm một lần, hiểu không? Có nửa tiếng là Ca sẽ giảm thời gian, Ca sẽ giảm số gấu xuống một lần. Ủa thường rác là cái gì, con gấu là bóng mấy gì? À Ca quên nói về giải nữa. Giải nhất là 50 vàng. Giải nhì là 25 vàng. Và giải ba là 8 vàng. Giải khuyến khích Ca lại hung cái. Thôi em không cần giải khuyến khích đâu anh. Không, cái giải tấm lòng là được rồi. Cho người đặc biệt nha. Giải khuyến khích xin mặt 86 kim cương. Mọi người ơi, cái đảo này rộng mà, mọi người chụm lại con cục chút xíu vậy mọi người không tản ra. Như lời bài hát của Ca. Tôi có một team chơi cùng, mỗi lần tụi tôi câu cá là chiếm bãi biển đó nguyên một vùng. Lúc đầu á thì dự định của Ca ban đầu á là Ca không thả gấu xuống mà Ca thả xe xuống, xong rồi cho mọi người câu cánh cửa của cái xe lên, đúng không? Mà tự nhiên Ca xét lại á thì Ca không có đủ tiền mua cả con xe xuống để mà kéo lên, mà Ca đủ tiền mua cái bánh nè, đúng không? Cho nên chịu. Mốt chắc Ca làm mở mấy cái tiếp, kiểu vậy. Mở tiếp đi Ca. Nha. Ui bóng bốn nữa à. Ê à, Mika một con nha mọi người, Mika một con nha mọi người. Mika nốt lại để quên mọi người à. Không, giống như đợt trước á. Bế bữa nay không thấy lên tiếng nha. Bế hôm bữa cũng vậy. Mọi người nhớ giải câu cá dẹt không? Cái giải câu cá dẹt là Béo là người lên con cá dẹt đầu tiên. Mới vừa tuyên bố bắt đầu một cái là Béo thả cần cái lên con cá dẹt, nhưng mà Béo giải ba. Béo giải ba đúng không? Béo giải ba. Không em, giải này tại vì giải trước á, nói chung là giải nào nó cũng nhân phẩm hết em mà. Anh luôn muốn tạo ra những cái trò chơi mà cái giải nào mà cho nó kiểu nó nghiêng về hướng nhân phẩm hơn, với lại kiên trì hơn. Mika hai con rồi mọi người à, Ca đang nói chưa dứt mồm nữa. Thôi chứ ảo thật đi. Mika hai con rồi mọi người à, cũng không khó mấy mọi người nha. Bây giờ đang là mới có 8 phút trôi qua. Sức mạnh của tình yêu nói qua cần việc. Anh nói rồi mọi người, mấy cái giải câu cá ở mấy cái nhà của mấy YouTuber khác hay là mấy người khác ở trên internet mọi người không, câu mấy cá gì cá xấu, cá vương miệng rồi cá gì đó. Đúng là tìm biết còn câu vô vác tặng là cần vàng rồi, ra đây có ông bà độc quyền chắc bị nhiễm rồi nè. Thấy Ca tổ chức giải cho team không? Cần gõ hết. Đúng kỳ cục. Không có câu quá. Câu cá hả? Không, ở đây chúng tôi không làm vậy. Câu cá hả? Cá sấu hả? Không, ở đây chúng tôi không làm vậy. Ở đâu chúng tôi câu gấu, câu rác. Lá cá nóc ngoài. Đâu, để dành cho ba ăn đi. Bị làm gì vậy em? em thúi đúng không? Em nhảy xuống hồ thì em sẽ làm cho mấy con cá dưới này đi. Mấy con cá dưới này đi sẽ lòi rác ra cho mọi người dễ câu hơn. Em thấy logic không? Giờ là em đang giúp mọi người á. Em đang giúp mọi người á. Không được, em thúi là em phải nhảy chỗ khác. Em phải nhảy ra kế bên đây nè. Em phải chịu khó em chạy ra đây em tắm để em lùa cá bên này, nó chui qua đây xong mọi người câu lên toàn cá không mà không câu được gấu, hiểu không? Uầy, sao anh phân tích hay thế nhờ? Đúng. Mèo ơi, ý ban nói là ban là con gấu cũ nè. Câu ban đi. Ban là con gấu cũ hả? Nguyện làm rác bị là thứ em muốn có. hay mà nãy giờ mọi người chưa có ai lên con cá thứ hai, ấy còn gấu thứ hai ngoại trừ Mika hả? Mika đúng là lên rồi kìa.
mới giấc mơ mà Yuri một con nữa mọi người ạ. Mika hai con, Yuri một con. Mặt trời chị tỏa nắng, nghe thấy em cười. Đứa này nhìn dễ thương, im lặng quá nhờ. Yuri hai con mọi người ạ, Yuri hai con. Rồi xong Yuri bằng Mika rồi. Rồi xong Yuri đang gần 50 vàng lắm rồi mọi người ạ. Ây da. Bông một con nữa mọi người ạ, bông một con nữa mọi người ạ. Vậy là chúng ta đã có được 3 người câu lên được đầu tiên. Yuri hai con, Mika hai con. Mika là người câu lên đầu tiên. Bông, bông là chắc là giải ba nữa rồi. Mình không bao giờ mình thắng luôn đấy xuống mà. Ừ, Chúc Bi rõ ràng là giải nào cũng tham gia nhiệt tình lắm, nhưng mà thường là đứng mình, không mà lúc đầu cũng đứng chung với mọi người, nhưng mà khoảng chừng cỡ cái phút này là bắt đầu chui ra chỗ khác đứng rồi. Đợt trước cũng vậy, đợt trước là đứng chung với ai ta, bé Chanh. Đợt trước là đứng chung với bé Chanh mọi người. Xong rồi đi rồi, một hồi mẹ cũng chui qua một chỗ, một góc đứng mà không câu chung với mọi người đâu. Mọi người xui, ai về mẹ mới xui. Aya Mon lên một con đó mọi người ạ. Chúc mừng Mon đã được xếp vô có thể có khả năng được giải ba mà. Alo, không ai thấy con nữa. Aya mèo nữa. Mon và mèo. Ôi. Cuộc thi đợt này vui hơn đợt trước nha. Đợt này là nhiều người lên hơn con cá dẹt nha. Nhiều người lên hơn cá dẹt á. Ê Yuri ba con ơi. Rồi xong. Rồi xong, tới một chuyện rồi. Tới một chuyện rồi. Bàn về mọi người ơi, bàn về mọi người ơi. 90 vàng mọi người ơi. Bàn về mọi người ơi, chuẩn bị phát mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Hửi đi. Để. Mùi của sự may mắn á. Đây là mùi của sự may mắn nè. Ê. Ê. Bị thay đồ. Bắt đầu tới giờ đại thay đồ, ấy chưa hả? Đấy nó bắt đầu lọc đồ ra. Ai? Mon hai con mọi người, Mon hai con rồi. Ý dạ. Mon hai con rồi nha. Có người thứ hai cũng có người thứ ba rồi nha. Mèo một con nữa là mèo hai con rồi nha. Thấy chưa, gấu câu dễ lên mà. Đấy. 5 con. Bi lại đổi chỗ nữa rồi. Béo lột đồ. Châu chưa lên, chưa thấy tên Châu trên này. Ê, mùa nè ai. Rùa kệ em chứ, anh cần gấu mà. Béo qua nằm, lấy bía. Mất cất mũi búng vào Yuri, cá ly hơn nè. Mất cất mũi luôn rồi. Bông đứng xa để mặc buồn à. Sao, chú phù hộ em. Thấy không mọi người, hồi nãy á, đứng tụm lại cục có chút xíu à. Hồi nãy lúc đầu kêu xong mọi người không tản ra đi. Không, tụi tôi đứng cụm là tụm lại vậy nó mới vui. Mọi đứa đứng rồi. Nãy giờ câu cũng được 21 phút rồi. Chứ bây giờ hạ xuống 4 nữa thì Yuri thêm con nữa, Yuri ăn rồi. 10 phút nữa mà vẫn chưa có người câu lên con thứ tư thì anh sẽ giảm xuống. Mika suốt ngày đợi nhai đầu ca rồi. Đây. Nhai thật đấy. Đây đầu đây nhai đi. Quay mèo đến con thứ ba rồi mọi người ạ. Chúc mừng mèo. Em thấy anh nói đúng rồi đó. Bi với Bông với Châu chưa có tên trên bảng xếp hạng luôn ạ. Đừng có quen tay câu lên con cá rồi bấm cất liền nha. Không có gì để chứng minh đó. Nhớ giữ lại á. Chúc Bi anh nói với em á. Ây da, chị mang con thứ tư thôi. Ê da mèo ơi. Rồi xong mọi người ạ. Mèo 4 con rồi mọi người ạ. Ơi em chuyện này chứ. Thì số bây giờ đang là Mika 2 con. Mèo đang dẫn đầu với 4 con. Sau đó tới Yuri 3 con. 4, 3, 2, 1. Xong rồi Mika với lại Mon thì đồng 2 con. Bông được 1 con. Mèo khả năng cao lắm. Bông hết nhỏ con tới to con. Ê da béo lên con gấu nè. Nãy giờ ông đi à. Béo một con rồi, béo có tên trên bảng xếp hạng rồi. Ê da mọi người à, béo đã có tên trên bảng xếp hạng rồi. Giờ chỉ còn Bi với Châu thôi. Ai? Mika 3 con rồi mọi người. Mika đã lên được con số 3 rồi. Mika đã ngang bằng Yuri rồi. Đây để anh móc cái cây ra quẹt quẹt cho em. Em phải nói là làm phép chứ em sẽ dùng từ quẹt quẹt em. Đây. Ê. Châu thêm một con rồi. Châu có tên trên bảng xếp hạng rồi mọi người ạ. Châu có tên trên bảng xếp hạng rồi. Ê chỉ còn Bi thôi. Mọi người ơi, vui. Giải này vui mọi người ơi. Châu có tên trên bảng xếp hạng là chỉ còn mỗi Bi thôi. Bây giờ người đầu tiên đang là mèo, sau đó tới Mika và Yuri. Đó là 3, Mon 1 và 3 người còn lại là Bông, Béo và Châu. Đều đủ người có một con, chỉ có Bi thôi. Phỏng vấn Bi đi. Bi em cảm nhận như thế nào trong cái giải lần này? Em cảm thấy là cái giải em cũng không câu được rồi đó. Câu quá. Cái giải câu thì không có phù hợp với em. Em không có. Xuống thì em câu được thôi. Em rồi đó. Em ba con nữa. Mèo, alo, Mon ba con mọi người ạ. À. Hay da.
Rồi học xong đen. Mọi người đang Yuri câu thì bị đầy cá. Ai nói mày là gấu này? Đúng đúng đúng, em còn gấu á. Là cái gì vậy? Sao thôi? Mèo dạy nhất mọi người ạ. À. Mèo dạy nhất rồi mọi người ạ. À. Mèo đã đủ 5 con rồi. Mèo đã ấm trọn 50 vàng của ban tổ chức. Và ban tổ chức đó là tôi mọi người ạ. À. Chúc mừng người chiến thắng. Chúc mừng người chiến thắng. Xin bế chị mèo ơi. Xin bế. Dạ dế, dạ dế. Chúc mừng người chiến thắng. Câu nữa không? Không em, câu nhận chi nữa em. Chị mèo ơi. Em cướp vía của chị nhá. Chúc mừng nhà ba, chúc mừng nhà vô địch. Đợt trước là ai nhỉ? Đợt trước là Mika dễ nhất thì đợt này là mèo mọi người ạ. À. Không sao, chúng ta còn hai giải nữa. Chúng ta còn tới hai giải nữa lận. Để em lát hồi lên lên tiếp. Hôm nay mình hên trời. Cố lên, cố lên. Mèo 5 con. Bây giờ quay trở lại. Bây giờ quay trở lại thì chưa có ai ôm được con thứ tư cả. Ba người là Mika, Yuri và Mon đang cùng hạng với nhau ở số điểm là ba con. Bông lên con thứ hai. Bông đã lên con thứ hai mọi người ạ. À. Bông bắt đầu nhân phẩm rồi đó. Bông là hình như là giải nào cũng vậy á. Giải nào là cũng sẽ hạng ba à. Mika lên con thứ tư rồi mọi người ạ. À. Mika lên con thứ tư. Ca phản xạ chậm quá, ca không thấy. Sorry mọi người. Mika lên con thứ tư. Mon lên con thứ tư rồi, Mon lên con thứ tư rồi. Rồi xong rồi Mon giật cái giải ba của bông rồi. Ủa đâu? Mon lên con thứ tư thì đang ngang với Mika, có khả năng được giải nhì luôn á. Ngang với lại chị Mika. Tay mèo ơi. Em cho anh phỏng vấn cảm giác của đứng chỗ khác kìa chứ Bi với đang câu lên không được mà đứng trước mặt nó nói quạo nó cần câu gõ đầu á. Đây. Xin lỗi mọi người nha, em lỡ ăn thịt mọi người rồi. Hay à. Em lỡ nhai đầu mọi người rồi. Mà sao em có thể câu lên 5 con trong khoảng thời gian nhanh như vậy? Lúc mà em đã câu được 5 con là chưa có ai câu được con thứ tư luôn á mèo ạ. À. Em đâu biết đâu, em câu bữa. Em chắc tại cái cần này nó xu quá. Đồng ý là mình câu bừa, nhưng mà khúc này anh sẽ cắt đi, em hiểu không? Khúc vừa như khúc em mới vừa kêu là câu bừa anh sẽ cắt đi. Anh sẽ cho mọi người nghe khúc sau này em nói gì mà nghe nó hoành tráng lên em. Rồi em phát biểu đi. Đủ hết công lực. Đúng. Đoán xem. Có múa máy gì em có sử dụng phần công lực, em có gặn miếng công lực nó của em ra không? Vậy thôi, vậy anh phát lại đoạn vừa rồi. Em câu đại. Châu ạ. Ôi Châu thì em nói tới rồi, Châu nãy gáy giùm rồi. Châu nãy gáy giùm Bi rồi. Gáy không xong rồi em còn gáy nữa chứ. Không phải không được gì luôn. Cho em một con để kiểu ăn ủi đi. Chứ họ không được con nào hết trơn. Không em không được là không được, em không cho em. Không, ý em bảo lại cho em một con cá. Không. Coi như ăn ủi. Không cho luôn. Ấy á. Bi được một con rồi, Bi được một con rồi, Bi được một con rồi. Bi có tên trên bảng xếp hạng rồi. Mừng quá, Bi không còn là duy nhất nữa rồi. Bi không còn là duy nhất. Rồi, xong Mon giải nhì mọi người ạ. À. Mon giải nhì rồi. Đã có giải rồi mọi người ạ. À. Đã có giải nhì. Mika vẫn còn giữ 4 con. Em cảm ơn chị Mika đã nhường cái giải này cho em. Em cảm ơn chị. Mon đã có giải nhì. Cho chị xui á. Chị Mika giật lại đi. Giật lại gì giờ sao giật được nữa. Dính rồi. Ca đã bấm máy được 45 phút. Nghĩa là cuộc thi của mình đã đi được 45 phút. Rồi xong. Chị Mika được đi trao giải mọi người ạ. Đi trao giải mọi người ơi. Chúc Bi vẫn còn đứng ngoài kia câu. Từ từ. Chúc Bi vẫn còn đứng ngoài kia câu. Không sao. Câu tiếp đi em. Không có gì đâu. Rồi ba bạn ba giải đứng lên trên đỉnh cây thông giúp cây để cao có thể tiện giao giải được không ạ? Trời ơi, lần đầu tiên được cảm giác nhà vô địch nó sướng vậy. Quân dễ con rác. Mừng tuổi cháu. Ba này mừng tuổi nhiều quá nhờ. Ấy à, vậy là ca còn có 22 con đến Tết đi được cả mọi người cho. Ok mọi người ạ. Vậy là ca mới vừa kết thúc giải câu rác để bảo vệ môi trường. Dù là ban đầu video vô ca đã lỡ nói là gấu đó ca thả xuống. Nhưng mà mọi người ạ, đó chỉ là ca nói đùa đó chứ không thể nào mà ca thả gấu xuống đây được. Cái này cũng là một thông điệp đúng không? Chúng ta nên giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Đừng có thể nó thả rác xuống. Ví dụ đi biển chơi đừng thả rác ngoài biển nha mọi người. Mà còn từ từ câu là lắm. Bye bye mọi người. Bi qua đây chào mọi người các em. Không sao đâu em, mình mặc dù mình không có được giải, mình không có được giải nhưng mà mình có tên trong lòng người hâm mộ mà. Em là người xui nhất trong tất cả các giải mà anh tổ chức từ trước tới nay mà. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người sức khỏe, năm mới vui vẻ. Bye bye. Năm mới vui vẻ, sức khỏe. Chào. Bye bye mọi người. Chào.